Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ sáu tuần 18 thường niên. Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Sứ điệp. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã bằng lòng đón nhận khổ đau và chịu chết trên thập giá, nên Chúa đã được phục sinh vinh quang. Chúa mời gọi ta là môn đệ Ngài, hãy bước theo Ngài. Tự vấn. 1. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cuộc sống không phải là thảm đỏ, trước gian nan thử thách mới biết tài năng và nghị lực của con người. Đời sống người môn đệ theo Chúa cũng vậy. Phải có thập giá mới có vinh quang phục sinh. Tôi có xác tín như thế không? Hay theo Chúa chỉ vì muốn được an nhàn lợi lộc trần gian? 2. Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Sự sống thân xác quý giá, nhưng sự sống linh hồn còn quý giá bội phần. Tôi có lo tìm kiếm và bảo vệ sự sống đời đời của linh hồn không? Hay chỉ tìm cách kéo dài sự sống ở trần gian này mà thôi? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con và đã để lại cho con một mẫu gương yêu thương tuyệt vời. Cuộc đời của Chúa chiếu tỏa rạng ngời tình yêu cứu độ. Chúa đã yêu thương và yêu thương đến cùng, dù phải chịu bao gian nan, bao chống đối, bao khổ đau và cả cái chết trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bằng lòng đón nhận tất cả vì yêu. Vì Chúa mời gọi con chấp nhận, cùng mang lấy thân phận tôi tớ với Chúa trong cuộc sống và trong cái chết. Xin cho con hiểu và xác tín rằng phải qua thập giá mới được vinh quang phục sinh. Xin cho con can trường quảng đại trước gian nan khổ đau vất vả, để đem lại hạnh phúc, niềm vui và ân cứu độ cho mình và anh em. Con sẽ chấp nhận khổ đau không chỉ vì khổ đau, nhưng vì muốn biểu lộ tình yêu cứu thế. Xin giúp con quảng đại hy sinh để cộng tác với Chúa, làm cho nước trời lớn lên trong con, trong gia đình, trong xóm ngõ, trong giáo xứ, và góp phần làm cho bộ mặt trần thế nên trời mới, đất mới. Lạy Chúa, xin cho con ghi nhớ lời Chúa: được lời lãi cả thế gian
mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì. Con vẫn thường đi tìm những cái lợi mau qua trước mắt mà coi nhẹ sự sống linh hồn và chẳng quan tâm đến số phận đời đời. Xin Chúa giúp con hằng ngày biết hy sinh từ bỏ chính mình để theo Chúa. Amen.